Hi, xin chào quý anh chị và các bạn, trở lại kênh Dạo Vlog Channel. Hôm nay em làm cái clip này để đem đến cho quý anh chị và các bạn có cái một chút sự mới mẻ. Nói chung là cái quý anh chị và các bạn đã từng theo dõi kênh của Dạo Vlog Channel thì cũng đã biết em và đã đăng ký và chia sẻ để mục đích phát triển kênh. Thì em cũng cảm ơn quý anh chị đã từng chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh để nhằm để phát triển về cộng đồng. Thì em mang tính chất lập cái kênh này để chia sẻ với quý anh chị và các bạn nhà đầu tư bất động sản trên thành phố Phú Quốc có cái góc nhìn về cái thị trường bất động sản Phú Quốc và cái thông tin quy hoạch của thành phố Phú Quốc. Thì hôm nay em cũng như cái cách tiêu đề trước, em đến cho quý anh chị và các bạn là một cái thông tin về cái thông tin mà gọi là ranh dự án ha, thông tin quy hoạch nằm trong cái thông tin quy hoạch của đảo thành phố Phú Quốc. Thì nói tới cái thành phố Phú Quốc thì một số quý anh chị rất là lo ngại hiện tại và bây giờ rất nhiều quý anh chị đã từng bị vướng vào về cái thông tin quy hoạch, là nói chung là cái đó là em nói về hôm nay, em nói về là cái danh dự án của thành phố Phú Quốc đó, là nó nhiều cái yếu tố ha. Hôm nay em cũng muốn mổ xẻ một chút đỉnh về cái lời danh dự án này và chia sẻ cho quý anh chị một số cái góc nhìn. Thì cái danh dự án của Phú Quốc cho hầu như là nó có được phê duyệt từ những năm 2000 lẻ, như em biết là khoảng 2007 là những chủ trương nó có một số dự án đã có đây là đã nhiều rồi, 2007 bây giờ 2022 rồi ha. Thì nó đây nó cũng có là 10 gần 15 năm rồi, một số dự án đã treo khoảng 15 hoặc 20 năm cũng có luôn, trước đó nó cũng có nữa, nhưng mà theo góc nhìn em có những cái ranh dự án mà em biết thì nó rất là đã lâu, nó có còn 20 năm và 10, 10 15 20 năm. Thì trong quá trình đó tới bây giờ đến 2022 thì Phú Quốc mình được đó là thống kê là gần gần 300 hay là như là 320 mấy cái dự án. Thì bây giờ cái dự án á, mà để thực chất những cái dự án mà có nội lực á, về tài chính mà họ đầu tư ở thành phố Phú Quốc này á, thì nó chỉ tỷ lệ chưa được 10% ha, nó khoảng 10 cho 10%. Thì em nói là cái góc nhìn đó em hiểu biết, còn quý anh chị có cần em nghe em và các anh chị cứ đi tham khảo và chia sẻ để trao đổi lẫn nhau đó. Thì có 10% dự án đó là những chủ đầu tư họ có tiềm lực và có năng lực họ thực thi cho những cái dự án trên đảo Phú Quốc nhằm mục đích phát triển kinh tế. Thì những cái dự án mà sau từ mình cái mốc 2007 thì kéo dài tới bây giờ là những cái dự án mới có những quyết định chủ trương ha, những dù và những dự án đang trình và những dự án đang chấp thuận chủ trương thì rất nhiều dự án, nhưng mà những dự án hầu như Phú Quốc là những dự án này nói về là đa số chiếm tỷ lệ là dự án là phát triển về du lịch. Thì cái dự án thứ hai nữa là dự án là phát triển nhà ở xã hội đó. Thì một số lên dự án nó có được chuột trồng lắng và nó có sự trải qua theo nhiều năm, họ có thể là thay đổi nhà đầu tư ha, từ 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 dự án hồi đó tên tên mà đại diện pháp nhân là một cái chủ đầu tư kia, nhưng mà có hỏi trình họ cần họ ký qua một chủ đầu tư mới, nó có được sự thay đổi. Và những cái dự án mà đang nhớ là nhức nhối nhất là những cái dự án theo của em nhìn là những dự án nào mà để dễ hiểu nhầm nhất để quý anh chị và nhà đầu tư và các bạn và chính bản thân em cũng vậy, những dự án có quyết định hủy bỏ chủ trương đầu tư thì những dự án đó có được thông báo có quyết định thu hồi, thì một số quý anh chị và nhà đầu tư và bản thân em cũng một số mình cũng không biết là cái dự án nó có còn hay không, hoặc là dự án nó đang treo, hoặc là dự án nó đang ở cái thể trạng nào, họ có thể là đang xin gia hạn ha. Thì có một số dự án như bao như điển hình là dự án Phương Biển, em đã từng đi xin thông tin quy hoạch của dự án Phương Biển, nó gần hơn 1 hecta. Thì dự án Phương Biển cơ là nó là hàng CCL, thì nó đã kéo dài đây rất là gần hàng chục năm rồi, nó điều chỉnh lần thứ ba rồi, em xin thông tin một quy hoạch ở một cửa của ủy ban của thành phố, thì họ trả lời cho mình là điều chỉnh được gia hạn lần cái lần thứ ba rồi chứ không phải đó. Nên như tuy họ không có khả năng thực thi nhưng mà họ được sự ưu ái và được điều chỉnh lần thứ ba đó. Thì một số quý anh chị nhà đầu tư họ
họ không hiểu gì, họ cứ là họ ngại, họ có quan điểm là cho đó là cái dự án có tiềm năng thu hồi ha. Thì bây giờ kế tiếp về cái luật đai đất bây giờ là sẽ 2023, là hy vọng kỳ vọng nhất là để tránh cái rủi ro mà bồi thường, khâu bồi thường mà giải phóng mặt bằng của dự án nhà đầu tư, thì mình kỳ vọng đợt này sẽ được thông qua là theo khung giá của thị trường. Chạy theo khung giá thị trường như thế nào? Giá thị trường là giá được bỏ khung khung giá của nhiều của ủy ban dân tỉnh mà của giá nhà nước mà đi theo giá thị trường, thì giá thị trường nó hầu như nó sát đến 7 đến 80%, ít cũng 7 80% là giá giao dịch hiện tại ha. Thì cái giá thị trường đó, thì khi mà nhà đầu tư họ vô, họ xin chủ trương và lập cái đồ án, họ xin chủ trương trên vị trí đó, và họ được họ được có chủ trương trên tay, họ phải đi đàm phán ha, họ phải đi đàm phán với những hộ dân nằm trong diện thu hồi đất, họ phải đi đàm phán từng cái từng từng người coi, để họ mới có một cái quỹ đất đó, họ mới triển khai được. Tại vì á đợt này á là cái luật theo mình tìm hiểu, thì nếu mà là đã làm rõ là cái vấn đề là đất thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế, cái đó là thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường ông là Đặng Hùng Võ là ông đã nói rồi, cái nào là phát triển vì mục đích kinh tế xã hội đó, cái đó là phải rõ ràng chứ, để cho cái những cái dự án mà của tư nhân họ làm những cái dự án gì thương mại, mà nếu mà được quyết định thu hồi đất về mà trong trường hợp đặc biệt mà thu hồi về phát triển mục đích về kinh tế xã hội á, thì nó đi sâu vào giữa cái dân sự quá. Tại vì kinh tế có nghĩa là những dự án nhà thương mại thì nhà đầu tư họ có tiền, họ bỏ ra họ mua xin chủ trương quỹ đất vị trí đó, họ phải đi đàm phán với những người có đất, những người dân nơi địa phương đó, họ nên họ nó cứ mua lại những cái những mảnh đất đó, và họ mới có được họ quyền thực thi trên cái dự án đó. Thì cái giá thị trường nó sẽ ưa cái mặc định để cái khi mà để với người dân họ thấy giữa hài hòa giữa 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 cái mức giá họ chấp nhận, họ họ sẽ nhường lại cái vị trí đó cho nhà đầu tư. Thì cái quan điểm của em thì em nói thì có một cái góc nhìn nào có thể là đúng, một góc nhìn nào đó và có thể sai, thì quý anh chị nào có từng biết em thì hiểu thì sẽ đồng cảm với em ha. Còn mỗi quý anh chị có một cái góc nhìn sáng hơn hoặc hơn thì muốn chung là muốn em muốn trao đổi và chia sẻ cái góc nhìn đó. Thì hôm nay là em nói là cái danh dự án, và quay lại cái danh dự án thì cái danh dự án thì của thành phố Phú Quốc nó có đã có quyết định, một số quyết định đã thu hồi chủ trương ha, và có một số chủ đầu tư họ tự rút ha, họ tự xin rút cái chủ trương đó, họ không có khả năng, và một số dự án có thể là bị thu hồi và đang trình ký qua chủ đầu tư mới ha. Đó. Thì hôm nay cũng được quý anh chị và các bạn với anh em môi giới cũng có một số dự án, nói chung là dự án này rất nhiều, có một số quý anh em đã chia sẻ trên bản đồ map. Thì theo tổng kết lại chia sẻ thì có một số anh chị sử dụng rất hơi khó, em thấy nó cũng nó hơi khó mà để tham khảo, thì hôm nay em sẽ chia sẻ cái bản đồ này để em chia sẻ cho quý anh chị có cái bản đồ đó là để tham khảo ha. Còn mà để thông tin quy hoạch ha, những dự án mà chính xác nhất thì quý anh chị đi xin thông tin quy hoạch nha. Chính bản thân em cũng có đi xin thông tin quy hoạch. Cái gì xin thông tin quy hoạch là cơ quan chức năng trả lời cho mình biết cái chỗ mình ở, cái miếng đất mình đầu tư nó có thuộc diện quy hoạch hay không. Họ trả lời cho mình biết để mình có thể là khai thác sử dụng và xây dựng ở trên đó. Cho nên cái việc xin thông tin quy hoạch là em khuyến khích quý anh chị và các bạn nhà đầu tư nên hãy xin trước
khi mình đầu tư hoặc mình ở cũng vậy luôn, hoặc mình bán cũng hoặc mình mua, là mình có cái thông tin minh bạch rõ ràng, là cái chị có thể là đến cơ quan như là để tính mà là đại mở cửa nè, đó, lên ban quản lý khu kinh tế nè, phòng tài nguyên môi trường nè, thì cái thông tin minh bạch là cái yêu cầu, cái quyền lợi của người được quyền sử dụng đất, họ được quyền yêu cầu xin cung cấp thông tin minh bạch. Nên khỏi lúc đó khỏi có một giáo viên chị nó nói chỗ này chưa rõ ràng, chỗ này còn quy hoạch, chỗ này có dự án, chỗ này có kia dự án. Có những dự án họ đã có quyết định thu hồi cái chủ trương quyết của dự án đó, có cái quyết định đó thu hồi cái chủ trương thì dự án đó là không có khả thi nữa. Nhưng mà mình cũng đâu có biết, nếu mà không xin thì mình không có biết cái vị trí mình đang ở nó có hay dính quy hoạch hay không. Cho nên nên cái phương giải pháp tốt nhất và an toàn nhất là hãy xin thông tin quy hoạch, chứ không có mà để nhiều cái anh em với nhau, anh em môi giới với nhau và anh chị với nhau, cái mỗi cái đầu tư mà đưa cứ tư vấn về cái vị trí đó, rất là nhiều, trải qua rất nhiều thời kỳ, những dự án đã họ thu hồi, những dự án có hay không cứ mặc định những cái đã mắc rồi, đã thu hồi rồi, không có khả năng rồi, đã có quyết định rồi mà một số có cơ sở không chính xác thì chỗ đó là còn là dự án, cái mình cũng là ngại không có đầu tư. Và một số biết thì họ họ biết họ có quyết định thu hồi rồi, họ biết rồi, họ họ không có nói rồi, bắt đầu họ mua mua được những chỗ đó là những cái chỗ, tại sao mình đặt trên câu hỏi có những cái dự án, cái chỗ như dự án thì họ họ mua, mình có một do họ nắm biết được chỗ đó thông tin chính xác của cơ quan chức năng nên họ mua, còn mình không biết thì mình mua mình cho nó rủi ro ha, mà trong rủi ro đó nhưng mới đó là cái cơ hội của người kia ha, cái rủi ro của mình mà cái cơ hội của người khác, đó là vậy, thị trường bất động sản là vậy, cái rủi ro của mình là cái cơ hội của người khác, cái cơ hội của họ được có sự hiểu biết và có sự thông hiểu về cái thông tin đó ha. Rồi hôm nay em sẽ đem đến cho quý anh chị, đây là cái bản đồ, đây là bản đồ load map, là cái ranh dự án của thành phố Phú Quốc được tổng hợp và anh em chia sẻ lại, thì em phân ra thành các lớp màu ha, em phân chủ đạo là bốn lớp màu chủ đạo ha, để cho quý anh chị biết những dự án cũ và những dự án mới, những dự án nào mà đang trình, những dự án nào mà được thu hồi, thì cũng trong cái này là cũng là em cũng nguồn thu thập và em cũng muốn chia sẻ cho quý anh chị, cũng một số cho anh em chia sẻ lại có ranh này để quý anh chị và các bạn có cái góc nhìn và có cái đưa ra cái quyết định cho có mỗi cái loại sản phẩm mà một cái khu vực nào đó mình đầu tư ha. Cái này theo em biết thì á thì đã chấp đã là dự án rồi á, bây giờ nhà mình có ở hay dính dự án hay không á, thì á, em có công bố hay đưa lên thì cũng đã cộng đồng quý anh chị cũng đã có rất là nhiều rồi, nhưng hôm nay em gom lại muốn được cái với anh chị và các bạn nào mà có mục đích về chia sẻ cộng đồng với em, thì anh em cùng nhau ha để chia sẻ cái thông tin đem đến cái thị trường cho nó minh bạch hơn và đưa cho quý anh chị cộng đồng chung có cái góc có cái nhìn để rõ nét hơn cái nào là đúng cái nào là sai để anh em trao đổi và chia sẻ, đó là cái mục đích của em chứ không có gì riêng tư và cá nhân của em, thì cho quý anh chị thấy được cái sự rõ ràng của dự án. Rồi thì em chuyển qua bên cái trước mặt quý anh chị và các bạn là cái thành phố Phú Quốc ha, đây là cũng như những cái bản đồ khác, đây là bản đồ của lớp map của ranh dự án của thành phố Phú Quốc ha, được em tổng hợp lại và một số quý anh chị cũng đã có những cái dự án ranh này, nhưng mà có một số quý anh chị có thể là cũng có rất là nhiều nguồn, thì quý anh chị nào á có cái ranh dự án này hiểu được cái dự án của em chủ mục đích để làm để cho quý anh chị nó rõ ràng hơn, để quý anh chị có cái cách để kiểm tra và để check để trước cái để cái thông tin cái dự án đó là dự án nào. Đây là cái danh dự án, đây là thành phố Phú Quốc, đây đó. Đây là cái danh dự án của thành phố Phú Quốc, thì quý anh chị coi nhé, từ Bắc chí Nam ha, đó xung quanh đó,
được up lên là cái lớp map. Thì cái danh dự án của em tổng hợp lại thì em chia làm phân vùng gồm có hầu như là bốn màu ha. Đây là màu vàng ha, màu đây là màu đỏ và màu xanh lá cây, tiếp nữa là màu màu tím. Rồi em cho nó bốn màu chủ thể. Thì cái màu á, cái màu vàng này nè, cái màu vàng là cái màu những danh dự án là có dự án ra cho là mặc định là những dự án cũ. Những dự án này đã có một số dự án này đã cũ rồi, nó có quyết định chủ trương đầu tư là nó có là hầu là năm 2000 tới bây giờ rồi ha. Thì kế tiếp là cái màu màu đỏ. Màu đỏ là những cái danh dự án, những dự án mới đây nó nằm từ năm 2018 ha đến 2022 là em cho nó là mới, là những cái màu như này là màu đỏ. Và kế tiếp nữa là cái màu xanh ha. Cái màu xanh là cái màu á, là chỉ có những là những cái gì này là cái vị trí ha, những vị trí mà có khả năng đang sinh trình ha ha đang sinh thôi nha. Cái nguyên màu xanh là những cái bán đang sinh sinh chủ trương đầu tư. Và cái màu này là cái màu màu tím thì cho là cái dự án đã thu hồi ha. Thì quý anh chị khi nào mà có và các bạn có cái dự án này thì quý anh chị đã download về và quý anh chị có cách để sử dụng, thì quý anh chị nào chưa biết á, quý anh chị và các bạn lại coi lại những cái clip trước của em ha, để sử dụng cái bản đồ roadmap này và cái cách thêm xem thông tin. Thì quý anh chị đứng ở mở cái 3G lên ha, 4G và wifi, quý anh chị mở cái định vị lên thì quý anh chị đứng đi đi khu vực nào thực địa thì quý anh chị mở lên là quý vị đi đứng chung những cái khung màu này nè, thì có khả năng là nó dự án ha, em nó có khả năng nha. Đó là dự án. Để quý dự án về thì quý anh chị cứ bấm vào ha, đây quý anh chị bấm vào, quý anh chị chọn vào ha, đây là dự án đây đó, em phân cấp màu đây, quý anh chị bấm vào thôi đó, em chọn nè đây. Thì quý anh chị đi nhấn vào thì nó thì cái mô tả đó là bệnh viện sinh thái 500 giường ha, không có quốc, có quy mô là 15,32 hecta, là hơn 15 hecta ha. Đó em nghe nội dung là bản đồ mang tính chất tham khảo ha. Đó thì tiếp là những như dự án đây, những cái màu này là những cái màu đỏ này là những dự án này là những cái màu mới ha, là những dự án mới em cho nó trong vòng 5 năm, từ 2018 đến 2022 là 4 năm, thì những dự án mới đó mới chấp thuận chủ trương. Thì có một số dự án có để 1/500 thì em để 1/500 vô, đã có là có 1/500 thì cái như cái thông tin để đâu ra, thì những mẫu dự án 1/500 đó được ban quản lý khu kinh tế họ đưa lên cổng thông tin thì quý anh chị cũng có cái dự án này cũng có 1/500 ha. Đó thì cái công ty Trường Thịnh Phát đó là dự án. Nó kế tiếp đây là khu dân cư cao cấp ha, đây là Phú Diệt, nó bao nhiêu hecta, quý anh chị đụng vô, anh chọn vô đây. À, công ty Đồng Tâm hai diện tích 55,89 hecta. Thì ở nay cái này nữa là để quý anh chị biết là cái màu đó, đây bấm vô quý anh chị biết là khu du lịch sinh thái Xuân Hoàng ha, công ty Thiên Nhân Hàng Hải Xuân Hoàng quy hoạch hai quy mô 13,71 hecta ha, đã thu hồi. Thì mục đích em làm cái này là để chia sẻ và quý anh chị nào, các bạn nào có thông tin đó, có những cái quyết định đó, quý anh chị thấy hoặc đã xin rồi nhưng rồi ai xin cho em để trao đổi, để em đề xuất, để em để đưa vô đây để em gắn vào cái quyết định nó vào cái chỗ đây để có cái cơ sở để quý anh chị biết dự án đó đã thu hồi ha, để em đưa vô trong đây. Thì những dự án giống như vị trí như vậy nè đó, thì khu dân cư thì đang trình màu xanh ha, thì đang trình thôi thì là chưa chưa được chấp thuận, chưa có quyết định thì cũng chưa gọi là dự án, nhưng mình biết những cái vị trí nào ha. Còn cái những cái màu đó, cái màu đỏ như màu mới nè đó, đó nên em chia sẻ cái góc nhìn này lại cho quý anh chị ha. Thì cái gì á, có một số dự án hôm nay rồi đây cũng đâu em cũng có luôn, đây là cái đây là đường ha, đây là đường Trần Đạo đó,
đây là đường Trần Hưng Đạo. Cái góc đường Trần Hưng Đạo này quý anh chị nhà đầu tư ha, thì cái này là nó chỉ là cái nó chỉ mang tính chất tham khảo nhau anh chị ha, chứ không phải là cơ sở mà lại đưa ra qua giao quyết định mà đầu tư nha. Để giao quyết định đầu tư với anh chị nên xin thông tin quy hoạch ha, em nói em là em nhấn mạnh là đã xin thông tin quy hoạch để em muốn chia sẻ với anh chị để có cái góc nhìn để tham khảo thôi. Đó là những dự án rồi đó, dự án nội sao mai đó, những dự án coi như là quý anh chị nè đi lên trên đồi vườn chuồng, quý anh chị thấy cái dự án này nè đó, họ 16,3 ta nè, có 1/2000 nè, 1/500 nè, họ treo bảng đó, giống như trong trong suối đá vàng nè đó, những dự án này nè đó, họ cũng đã treo bảng cấm bảng có bảo vệ 1/500 trước đó đó. Là quý anh chị á, có thông tin thì anh em mình trao với trao đổi để em gắn và em gắt vô để em thu thập cố để có được cái rõ ràng, mang đến đấy cái sự rõ ràng cho quý anh chị và các bạn nhà đầu tư để có cái để biết chỗ nào là dự án và không dự án ha. Thôi chỉ là em làm hôm nay em làm clip tới đây thôi, thì quý anh chị nào mà có cái những thông tin tốt về những kênh dự án ha, những dự án nào đã là có chủ trương chấp thuận chủ trương ha, là và có đã bị thu hồi ha, thì có thông tin để em upload lên để cho anh chị có cái cơ sở để có cộng đồng, để có cái góc nhìn để đưa ra quyết định đầu tư ha. Rồi em bye bye với anh chị. Với anh chị nào có thấy hay có ý kiến thì nhớ comment ha, để anh em trao đổi với nhau. Rồi bye bye cả nhà, hẹn cả nhà quý anh chị nhà đầu tư và các bạn đã gặp lại clip sau. Bye bye.